1 giờ sáng, hiện tại là mình đang có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một series hoàn toàn mới, đó là một ngày trải nghiệm một công việc khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một công việc, đó là nghề bán xiên nướng. Nhưng mà xe tới rồi. Còn bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình cùng nhau đi chợ để mua chuẩn bị những món đồ để bán xiên nướng nha các bạn. Bình thường giờ này là vô kẹt xe luôn, bữa nay dịch nên vắng bớt. Vắng lắm luôn rồi đó. Giờ này là chủ yếu cho bán sỉ, còn buổi sáng vô á 5 giờ mấy tới 6 giờ 7 giờ tan chợ rồi. Dưới đây đi. Cái này bự hơn hả? Cái này bự hơn, cái này là 3 con, cái này 2 con, cái kia là 4 con ạ. Này cho em 5 kg trăm mấy? 3 ống hả? Có mực ống không? Có ống rồi, giờ có ống bự rồi, giờ còn ống bự rồi. Cái này giá sao anh? Lấy em 2 kg đi anh. Cho 7. Mình ra ngoài khu rau củ á, mua nấm, mua dưa leo, đậu bắp, tỏi, ớt, ớt xanh. Tại giá trong đây rẻ hơn. Rẻ hơn. Rẻ hơn nhiều. Rẻ hơn cũng vài chục, nhưng mà được cái hàng tươi hơn. Nhưng mà tù mình mua nãy là đưa 130, thì ở ngoài chợ mình bán tới 200. Thì bởi vì bán lấy công làm lời thôi. Chứ bán xiên 8.000 làm sao mà lời được nhiều. Ớn không? Ở đây là tiêu chí là mình không nhìn xe là xe cũng không nhìn mình. Nấm là mình mua lần thùng. Đúng rồi. Nấm kim giam. Chém thùng kim. Mình mua nấm kim giam, nấm gì Ngọc? Nấm kim giam. Hôm nay khoảng nhiêu ký Ngọc? 35, 7 kg. 7 kg. 35 bịch. 35 bịch nấm kim châm. Ngày mai thì bữa sáng thường sẽ mua gì Ngọc? Ngày mai bữa sáng thì mình sẽ mua thêm chân gà, chim cút, mì gà và thịt ba rọi nữa, thịt heo nữa. À ok, rồi xong đó mình sẽ làm tiếp những công đoạn chế biến tiếp theo luôn. Mình sẽ sơ chế, rửa và mình cắt rồi mình ướp. Mười giờ sáng, hiện tại là mình và Ngọc đang đi ra chợ để mua một số món, chẳng hạn như là chân gà, chim cút, thịt bò, thịt heo rồi đó. Những món mà dùng để làm xiên que, xiên nướng. Chưa? 60.000 tiền rau củ. 10:45 hiện tại là tụi mình đã về tới nhà và bây giờ sẽ sơ chế những món đã mua. Ở bên đây thì các bạn thấy là Hà đang rửa chân gà và cắt cái móng gà. Làm neo á. Làm neo cho gà đó bạn. Đó. Bây giờ Ngọc đang làm gì? Làm cắt chanh để làm muối ớt xanh. Muối ớt xanh. Là bình thường thì muối ớt xanh Ngọc vẫn làm, tự làm tại nhà. Đúng rồi. Chứ không có mua mấy tất cái hũ ở ngoài siêu thị. Gia vị đều tự làm. Nước chấm là tự làm hết. Tại vì ở ngoài người ta sử dụng phẩm màu á. Còn mình là làm chanh với lại muối ớt tự nhiên, nó ra màu xanh tự nhiên. Đây là một miếng ba rọi vừa đủ vừa đạt chuẩn. Mình sẽ chọn chân gà. Đây là cánh gà. Thì tiếp theo là món bạch tuộc xiên. Các bạn thấy bạch tuộc dài không? 35.000 một xiên. Nó rất là nhỏ, nó bén nên phải từ từ. Tiếp theo là món ba rọi. Một loại công thức rất là đặc biệt. Đúng không? Nghe có mùi rượu. Nó không dễ như mình tưởng tượng các bạn ạ. Tiếp đến là mề gà. Nghề này không đơn giản như mình nghĩ. Giờ sẽ trộn tiếp mề gà. Mề gà này mình nghĩ là sẽ dễ xiên hơn nè. Ai không phải xiên như vậy.
vài thiên dạ. Để cho bự dài vậy hả? Kiểu mà dài chứ đừng có chiều ngang. Giờ chiều, hiện tại là mình đang có mặt tại quán xiên nướng KK, địa chỉ là 56 Bạch Vân. Và bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị dọn hàng để bán. Vũ ơi, xong cho lá đơn này cho khách nè. 3 mì gà, 3 tôm muối ớt, 3 bò lá lớp, mì gà. 1, 2, 3, 3 tôm muối ớt, 2 cặp là 4 chân. Mình bắt đầu thấy cây má khói nó bay lên, không đơn giản như mình tưởng. Bàn tay của mình nó nóng. Bò lá lớp là dễ chín nhất đó không nè. Đúng rồi, cây lạ nó dễ chạy lắm, mình kể hơn ở ngoài trước. Tôm dễ nè. Tôm dễ. Sao cảm giác được nữa như sao? Cây má khói, cây má nóng. Món ăn đâu có dễ đâu, thấy không? Nướng tiếp, nướng tiếp, nướng tiếp. Nó cho lại đẹp ghê. À. 11 giờ tối, hiện tại là mình đã dọn hàng xong rồi. Và sau một ngày mà trải nghiệm công việc này thì mình thấy nó rất là mệt. Mình đứng nướng xiên nướng thì kiểu mà cái tay lúc nào cũng nóng hổi và mặt lúc nào cũng ám mùi khói. Và chắc là bây giờ mình sẽ vào trong hỏi Hà để xem coi chia sẻ của Hà như thế nào về cái công việc này nha các bạn. Nãy giờ thì sau một hồi, mấy tiếng đồng hồ Vũ bán xiên nướng với Hà thì thấy là đây là một cái công việc rất là vất vả. Không biết là cảm giác của Hà bây giờ như thế nào, chứ Vũ mà lúc mà đứng nướng á thì khói bay vô mắt á, cay mắt rất là nhiều luôn. Tại vì Hà làm mấy năm thì cũng quen cái công việc này rồi nên thấy cũng bình thường. Hà bán xiên nướng được bao lâu rồi? Tính năm nay nữa là gần 5 năm. 5 năm. Những lúc chị những lúc ngủ mới được nghỉ thôi, còn bao nhiêu là thời gian còn lại là đứng suốt luôn á. Đứng từ sáng đó, chuỗi sáng quay cũng thấy đó. Thì về cái công việc này á thì Vũ thấy là vất vả rất là nhiều, nhưng mà chắc chắn là làm cũng có niềm vui đúng không? Thì theo Hà thấy niềm vui của công việc này là gì? Vui của công việc hả? Thấy mình cảm thấy mình làm được những cái đồ ăn này nè, rồi khách ăn quen, rồi khách nói là ngon, sạch sẽ, rồi đó là những niềm vui của mình. Những khó khăn mà Hà với lại Ngọc gặp phải á, khi mà làm cái nghề bán xiên nướng này là gì? Nói chung là buôn bán nữa, vỉa hè thì cũng nhiều cái khách này khách kia rồi cũng qua thôi. Buôn bán mà phải gặp nhiều khó khăn chứ. Những thời tiết là trời mưa thì mình phải bán ngoài trời nè, phải lấy dù đồ ra chăng nè, rồi phải răng dây điện đồ nè, cũng gặp nhiều khó khăn. Ok, thì cảm ơn Hà rất là nhiều ngày hôm nay đã cho Vũ một cái trải nghiệm về biết về thêm về cái công việc bán xiên que xiên nướng này.
Thì ban đầu cứ nghĩ là nó cũng một công việc dễ thôi, nhưng mà khi mà trải nghiệm công việc này mình cảm thấy là mình được học được thêm một cái gì đó mới. Thì cảm ơn Hà rất là nhiều, thì chúc Hà càng ngày càng vuông may bán đắt và trong tương lai thực hiện được thêm nhiều dự án mới của mình trong tương lai. Thì những bạn nào đang xem video clip này thì hy vọng là các bạn thích video này và đừng quên nhấn like và chia sẻ để ủng hộ mình. Và đặc biệt những bạn có thể đến địa chỉ 56 Bạch Vân để ủng hộ quán xiên nướng Kaka của Hà với Ngọc nha. Còn bây giờ thì chắc là cũng kết thúc ngày rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.